Đây là đài phát thanh xã Bình Tú, huyện Tân Bình. Ông mù đưa internet về làm kỹ sư mù, đó là cái tên chiều máy mà người dân thôn làm tay thông năm tay xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam đặt cho ông Đỗ Phụ Kim. Ngoài có nghị lực phi thường đến với internet để thay đổi cuộc đời, bị mù từ năm 4 tuổi đến 4 tuổi nhưng ông quyết tâm không đầu hòn số phận. Sau hơn 5 tháng cần mẫn học vi tính, ông đã thành thạo có kỹ năng cơ bản như đánh vần, đánh văn bản, học lỗm được chữ Bladi và sửa được dụng cụ vi tính máy móc. Nhờ có phần mềm âm thanh dành cho người khiển thính nên ông Kim là có thể đọc báo và nước viết dễ dàng. Nhận thấy sự cấp thiết trong nhu cầu thông tin của trẻ nhỏ ở làng, ông quyết định mở quán internet đầu tiên để làm với gần 20 chiếc máy hình ảnh ngày ngày từ người già trẻ nhỏ ra vào tìm hiểu kiến thức, khiến người dân quê thân phục âm. Kỹ sư mù ông Trương Văn Lượng, chủ tịch hội mù và mà hội người mù đã lập nhận xét, ông Đỗ Phủ Tiên là người luôn sống với